Đây là chiếc Hyundai Accent 2012 nhập khẩu Hàn Quốc. Và các anh chị sẽ không tin về số odo của xe này đâu ạ. Mới chạy có 15.000 km thôi nha anh chị. Xe có thêm màn hình Android và camera lùi ạ. Ngoài ra thì có ghế da theo xe nè. Vô lăng cũng bọc da luôn. Đây là hàng ghế sau ạ. Chạy ít nên ghế da còn rất là đẹp luôn. Vô lăng cần số đều còn rất là mới. Mức giá cho em này là 395 triệu còn hơn lượng ạ. Đây là Hyundai Elantra 2021 phiên bản 2.0 đặc biệt. Xe chạy lướt 6.000 km anh chị nha. Chất xe thì còn rất là đẹp luôn. Trang bị đầy đủ tiện ích ạ, bản đặc biệt. Hàng ghế sau đây ạ. Màu trắng là hất kem. Chiếc xe này thì không khác gì xe mới cả. Mức giá cho em này là 668 triệu ạ. Rồi, phía sau đây thì chúng ta có chiếc Elantra bản 2.0 đặc biệt 2019 và chạy lướt 17.000 km thôi. Xe mang nước sơn màu đen ạ, biển số Bình Dương và mức giá cho em này là 618 triệu anh chị nha. Xe còn rất là đẹp luôn. Không có gì phải chê ở chiếc xe này cả. Nhiều tiện ích lắm ạ. Đây là chiếc Hyundai Santa Fe bản dầu tiêu chuẩn 2022, chạy lướt 6.500 km ạ. Chạy ít nên chất xe còn rất là đẹp luôn anh chị nha. Đây ạ. Đây là vô lăng. Phơm mới, trang bị cũng khá là nhiều tiện ích và duy hết nhất là xe đã được trang bị lo hạt man caden. Cho âm thanh nghe rất là thích luôn ạ. Chiếc Santa Fe dầu tiêu chuẩn 2022 bên Duy hiện đang chào bán là 1 tỷ 185 triệu ạ. Chất xe đẹp miễn chê luôn anh chị nha. Đây là Hyundai Tucson 2021 phiên bản xăng tiêu chuẩn. Xe chạy 23.000 km. Mức giá cho em này là 779 triệu còn hơn lượng ạ. Chạy ít nên chất xe cũng còn như mới ạ. Đây. Quay hàng ghế sau cho các chị cùng xem. Đây. Đây là phía sau xe.